tràng này lấn chiếm nhiều năm chưa anh? Hay là cái này vừa mới lấn chiếm trong năm, vừa mới trong năm này luôn. Vừa đổ về tầng 2, không có ai xử lý cả, không có ai đến xử lý. Cái lý do là nó không em thấy ở phía đằng này nó có nhiều đất và họ lấn ra đấy anh. Cái này là nó ở bên kia, nghĩa là quyết định thì mình chỉ biết lấn ra đồng hồ thì mình không biết là người ta làm ăn như thế nào, mình không rõ cái bên làm ăn. Nhưng mình lấn chiếm nhà từ đời xuôi đấy chỗ chùa thì hầu như toàn đất là chiếm à. Nếu người ra mà không mà thậm chí có những hộ bây giờ còn có sổ đỏ nữa. Không biết anh làm kiểu gì nhưng có những hộ là ký cho giấy có sổ đỏ ở cái mặt hồ này. Tức là lấn ra rồi nhưng mà hợp thức hóa luôn thành hợp có thức hóa đó. Luôn à. Mới ra tay à. Nhưng mà chị xem cái bản đồ của Hòa Thạch về cái vô số 2 này, chị biết cái bản đồ năm 1990 dạ. Một bản đồ dạ. Đến năm 2013 một bản đồ của thằng Cương Cá với là cái dơ xem cái bản đồ 2013 thì ở đấy đã lấn chiếm ra 10 mét à. Chưa nói đến cái bản đồ năm 90 dạ. Nếu bản đồ năm 90 thì là nó tự cái cây xanh to này cây hai trọng đấy, cái anh biết cũng dơ ra vươn ngoài như thế này đấy, nó từ chỗ khoảng đúng cái cổng này, từ cái cổng đó lấp lên đây là đất của nhà tôi bán ngày xưa à. Còn ngoài giờ là toàn là đất chiếm hết à, là bùm ra ngoài nông hồ. Nhưng mà có thể có những người ta làm được cả sổ sách, có những hộ người ta nói là người ta có sổ đỏ thì cái đấy là người ta làm một đồ thì mình không nắm được, để người ta làm được người ta rồi. Nó lấn chiếm rồi. Đấy, bên này đây. Đây, còn nó lấn chiếm đây, đất của nó từ bờ bao này là ra nó lấn chiếm từ trong này ra. Đấy, bao nhiêu đây? Trước kia nó lấn chiếm, chị nhìn nó ra như thế nào? Nó ra như thế, đây là nó nắng. Nó nắng thôi chứ không phải là đấy, nhìn nó lấn chiếm ra như thế này từ dưới này gần chua đây, của một cái chua đây. Lấn từ đây lên đây nó khoảng mấy trăm mét. Đấy, chú hết. Đấy, nhà này nó lấn chiếm bên này. Đấy, nhìn cái độ dài của nó đây, tôi chụp hết ảnh và bên đây tôi làm tới chân vịt này. Dạ. Thì tôi đổ cái cống này đấy hả, đúng cái dàn này. Dạ. Đấy. Mình cái cống trước kia là chơi vơi thôi này. Dạ. Thì mình đổ thoải ra cho mình hạ thêm cống để cho nó lấy lối vịt lên thôi. Còn cả cái khu này ra như thế này anh. Thế như vậy là lấn rất nhiều đúng không anh? Quá nhiều luôn đây, nhìn nó trăng ra này. Không, anh ấy thì em gửi ảnh cho anh chụp cho nó có ngày em. Chứ anh chụp cho nó có liên quan đến em thì xin anh mấy cái ảnh. Đây, cái đường này là mình mua cống này mình hạ cho vịt nó lên này. Tự mình mua 5 cái cống này mình hạ thì giờ cái chỗ 5 cái cống này nó múc mỏng. Nhưng hắn hủi người ta lấn thằng mê thì nó lấn đấy. Không, bây giờ người ta có một cái độc thái để người ta làm. Thì vì lý do thế cho nên khi múc cái đường này là người dân này rất là bức xúc.